Vâng. Chào Trung Trần, chào anh Khánh Hòa. Chào cô Gia Hoàng. Chào anh Khoan Đố. Chào bác Phi Xương Trần. Chào Hương Thanh. Vâng, nông dân Dương Vi xin kính chào tất cả mọi người ạ. Dương Vi sẽ đưa cái tin mà cũng khá là nóng hổi theo cái cổng thông tin điện tử, trang thông tin chống phản động á. Thì đối tượng Huỳnh Trường Ca đã bị bắt tạm giam 4 tháng. Đấy. Thông qua mạng xã hội, đối tượng Huỳnh Trường Ca, thành viên nhóm tự xưng Hiến pháp, đã đăng tải nội dung bịa đặt xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ngày 14 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Trường Ca, 47 tuổi, ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, vào ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang thi hành lệnh bắt giữ đối tượng Huỳnh Trường Ca khi đang trên đường từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh để kích động kêu gọi biểu tình gây rối trật tự. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Huỳnh Trường Ca là thành viên của nhóm tự xưng Hiến pháp. Từ đầu năm 2018 đến nay, đến ngày bị bắt, đối tượng này thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ bài viết, clip, livestream có nội dung chống Đảng, Nhà nước. Đặc biệt mới đây, đối tượng này còn kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống chế độ vào dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đấy là cái đối tượng Huỳnh Trường Ca trong cái nhóm Hiến pháp, nó bị cơ quan an ninh điều tra người ta hỏi thăm sức khỏe và cũng điểm danh dần dần những cái thành viên trong cái nhóm Hiến pháp. Đối với cái nhóm Hiến pháp này còn rất là nhiều tên, trong đó có Nguyễn Viên Thùy này, Dũng Biển Mặn này, Trinh Lê này, hình như hôm qua tạm được thả về, đang chờ cơ quan điều tra người ta thu thập thêm bằng chứng tài liệu để tiếp tục làm rõ cái hành vi đối tượng này tham gia cái nhóm Hiến pháp để xuyên tạc kích động chống Đảng, chống phá Đảng và Nhà nước. Cái điều đó cũng làm cho người dân người ta rất là phấn khởi và ủng hộ việc mà cơ quan công an điều tra người ta ngăn chặn cái hành vi tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước một cách kịp thời và nhanh chóng. Đồng thời ấy, cũng cổ vũ tinh thần, sĩ khí cho những anh em, những người thường xuyên đấu tranh trên cái không gian mạng, đấu tranh trên mạng xã hội Facebook này. Còn rất là nhiều kẻ khác, cơ quan công an điều tra cũng nắm những cái danh sách tham gia nhóm Hiến pháp này. Trong đó có Xí Đang cũng tham gia vào nhóm Hiến pháp, nhưng hắn chỉ có lợi dụng vào cái nhóm Hiến pháp để kêu gọi người dân biểu tình, để hắn thông qua cái việc biểu tình lộn xộn nó sẽ lập ra một cái đảng phái mới. Cái việc đó cơ quan an ninh điều tra người ta cũng sẽ làm rõ. Chính vì vậy, chúng ta hãy tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hãy cùng nhau chung tay chung sức để lên cái cộng đồng mạng để vạch trần những cái âm mưu thủ đoạn, những cái hành động bị ổi vô sỉ của cái kẻ mang tiếng dân chủ cuội này, cái nhóm Hiến pháp hoặc nhóm này nhóm nọ. Tất cả những cái hội nhóm mà chúng thành lập ra
đi ngược lại với cái lợi ích của quốc gia, của dân tộc, thì chúng ta hãy cùng nhau vạch mặt bọn chúng, để từ đó cơ quan an ninh điều tra người ta sẽ vào cuộc một cách nhanh chóng hơn. Và đồng thời những cái level chim của chúng ta có thể lưu giữ lại và đồng thời đăng tải những cái hình ảnh, những cái lời nói, những cái đoạn mà chúng kêu gọi kích động bà con nhân dân xuống đường biểu tình đòi thành lập đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để chống đảng, chống nhà nước đó, để có thêm cái bằng chứng, chứng cứ khép vào cái tội nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 và điều 88 của Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi những cái nhóm hiến pháp này đã bị cơ quan công an, cơ quan an ninh điều tra người ta sờ gáy đến ấy, thì rất là nhiều kẻ đã tham gia nhóm hiến pháp này, chúng bắt đầu thực hiện hoạt động level chim độc lập nhằm mục đích kêu gọi mọi người tham gia vào cái phong trào tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước, chống đối lại chính quyền nhân dân ở các địa phương, đặc biệt hơn những điểm nóng về đất đai, về tôn giáo, thì bọn chúng sẽ thực hiện cái mưu đồ đen tối của bọn chúng để lôi kéo kích động bà con nhân dân theo bọn chúng. Chính vì vậy, bà con nhân dân chúng ta hết sức cảnh giác và lưu ý, đặc biệt với anh Sĩ Đang. Anh Sĩ Đang này đang ở trên diễn đàn á, thì anh ấy muốn kêu gọi bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào giáo dân, kết hợp với những cha linh mục phản động Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam á, để kêu gọi đồng bào giáo dân xuống đường biểu tình vào ngày 25 tháng 12, đó là cái ngày lễ Noel. Dương Vy cũng làm nhiều cái level, cũng nhắc ở trên các diễn đàn rồi. Chính vì vậy, Dương Vy kêu gọi đồng bào giáo dân hãy hết sức cảnh giác trước những cái âm mưu, cái luận điệu mà anh Sĩ Đang cùng với cái nhóm của anh ấy đang muốn lập ra một cái đảng phái mới đó. Đối với những cái kẻ phản động Ba Sọc Ngụy ở hải ngoại, Việt Tân ở hải ngoại, thì bọn chúng trước mắt chưa làm gì được đối với cái tình hình an ninh kinh tế chính trị xã hội của đất nước, nhưng chúng sẽ lợi dụng vào những cái kẻ dân chủ cuội ở trong nước này. Từ đó, chúng tuyên truyền để kích động đồng bào nhân dân tham gia vào biểu tình thông qua những cái quyết sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong các kỳ họp Quốc hội, từ kỳ họp Quốc hội thứ 6 vừa rồi. Chính vì thế, đến tháng 10 này, nhà nước lại tổ chức cái kỳ họp Quốc hội tiếp theo để thông qua cái dự thảo luật về dự thảo luật đặc biệt về cái đặc khu kinh tế. Đấy. Cái đó là cái âm mưu của bọn chúng không bao giờ từ bỏ. Đối với cái tổ chức của Ba Sọc thì bọn chúng chỉ là một tổ chức ô hợp rời rạc, nhưng cái tổ chức Việt Tân nó là một tổ chức có quy mô rất là rộng mở, rộng khắp cái vòi bạch tuộc của chúng có ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chính vì thế, cái tổ chức Việt Tân là một cái tổ chức nó phát triển rất là mạnh mẽ cả về quy mô, hình thức và cách thức chúng
đấu tranh để nhằm chống lại cái chính quyền nhân dân, chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ năm 1989, sau khi cái tổ chức Việt Tân ở bên Thái Lan ấy, có chi nhánh ở Thái Lan, Ubon Thái Lan ấy, nó tan rã, thì sau đó chúng qua Mỹ được một thời gian á, chúng lại gây dựng lại một cách rất là mạnh mẽ và quyết liệt hơn, chúng manh động hơn. Chính vì thế bà con nhân dân chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những cái âm mưu thâm độc, những cái thủ đoạn của bọn chúng sẵn sàng đưa tiền vào cho những kẻ dân chủ cuội ở trong nước, đồng thời chúng sẽ đưa những kẻ phản động thuộc cái tổ chức Việt Tân nó được đào tạo ở Thái Lan hoặc Mỹ xâm nhập vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch như Campuchia và Lào. Để làm gì? Bọn chúng xâm nhập vào Việt Nam, thứ nhất là mang vũ khí. Sự thật đã bị bắt trước ngày 2 tháng 9. Đó là cái chứng cứ xác thực nhất mà bà con nhân dân, đặc biệt là những người đấu tranh ở trên cộng đồng mạng đã biết rõ về cái điều đó. VTV1 cũng đưa cái tin về bắt một kẻ phản động mang vũ khí và xe mô tô phân khối lớn xâm nhập vào Việt Nam qua đường Campuchia. Chúng xâm nhập vào Việt Nam mục đích lãnh đạo cái nhóm dân chủ cuội này, sau đó dùng vũ khí để gây sát thương cho cái nhóm biểu tình, từ đó vu vạ cho lực lượng chấp pháp của Việt Nam trấn áp người biểu tình để gây ra cái sự hỗn loạn, bạo loạn. Từ đó bọn chúng sẽ thừa nước đục thả câu và làm loạn lên cả một cái khu vực nào đó như cái khu vực tỉnh Bình Thuận. Chính vì thế bà con nhân dân ở trong nước hầu như bây giờ người ta không tin tưởng vào bọn chúng, nhưng ngược lại còn những cái kẻ nhẹ dạ cả tin, những cái kẻ vì sân si, vì những cái đồng tiền bẩn thỉu của bọn chúng sẵn sàng làm ra bất kỳ những cái hành động nào mà được cái đám Việt Tân này nó chỉ thị. Đối với nông dân như Dương Vi, nông dân Dương Vi lại một lần nữa tha thiết kêu gọi đồng bào nhân dân trong nước cũng như đồng bào ở hải ngoại. Hãy xem chương trình VTV1 thời sự, đặc biệt là kênh An ninh TV Quốc phòng Việt Nam và nhận diện sự thật ở trên YouTube, và bà con ở hải ngoại hãy thường xuyên hơn xem cái chương trình VTV4 dành cho kiều bào xa tổ quốc. Cái điều đó sẽ góp phần cho đồng bào nhân dân ở trong nước cũng như hải ngoại sẽ biết rõ về cái hiện trạng tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam, con người Việt Nam có cuộc sống bây giờ khác thập niên 1980, 1990 như thế nào. Đó là cái thông tin đa chiều mà bà con nhân dân ở trong nước cũng như hải ngoại cần nắm rõ và biết. Còn một việc nữa, nông dân Dương Vi cũng tha thiết kêu gọi anh chị em ở trong nước, đặc biệt là những người tham gia đấu tranh ở trên cộng đồng mạng Facebook này, hãy đoàn kết lại với nhau, dốc hết sức mình để chiến đấu
chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là của cái bọn Ba Sọc, Ngụy, Việt Tân, Dân Chủ Cuội ở hải ngoại cũng như trong nước. Cái điều đó nó cũng góp phần đưa tiếng nói của chúng ta truyền tải đến tất cả bà con nhân dân ở trong nước và những người tham gia cộng đồng mạng Facebook và YouTube. Chính vì điều này, chúng ta phải đoàn kết, và đoàn kết sẽ không có kẻ thù nào chiến thắng được những người nông dân yêu nước chân chính, những người luôn luôn đặt gia đình, tổ quốc lên hàng đầu. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải hết sức thượng tôn và lưu tâm đến. Còn đối với những kẻ phản động ở hải ngoại đó, đặc biệt là từ nhóm Tân Thái, Benny Trương, Tiger, Google, Tiên Nguyễn, Momisa, Trúc Hoàng Lê, bọn chúng bây giờ vì cái lợi nhuận kêu gọi biểu tình, không thu được cái việc lừa đảo bà con ở kiều bào sinh sống làm ăn chân chính ở hải ngoại, thì bọn chúng tố nhau vì những cái đồng tiền mà Facebook cùng với YouTube chi trả đó. Chính vì vậy thời gian này rất là loạn. Họ nói là sống ở một nước văn minh, một nước gọi tư bản giấy chết đó, văn hóa của bọn chúng còn thua kém hơn những cái văn hóa, những cái lời nói của những người nông dân ở trong nước, những người kém hiểu biết như nông dân Dương Vi đây. Bởi vì sao? Bởi vì bọn chúng lên mạng này, bọn chúng chỉ xuyên tạc, chửi bậy, nói tục, nói láo, không có cái gì nữa, bọn chúng không thể văng ra được. Như kẻ Lâm Văn Hà với Tân Thái, người thì đòi xuống đường biểu tình, dùng bom xăng, dùng xăng đốt phá, giết người. Còn Lâm Văn Hà đòi cắt cổ cả lãnh đạo cho đến những người nông dân như Dương Vi hay lên các diễn đàn để phản biện, để vạch mặt bọn chúng đó. Như vậy, cái công cuộc đấu tranh của bọn chúng rút cuộc chỉ là vì tiền thôi. Và bọn chúng sẽ luôn luôn bị thất bại trước những người lên tiếng mạnh mẽ, đặc biệt là đồng bào, nhân dân, những bà con yêu nước chân chính đó. Người ta sẽ lên án và vạch mặt cái âm mưu của bọn chúng, đặc biệt đối với cái tổ chức Việt Tân, thì cái tổ chức đó quy mô rất là rộng mở, có trình độ, nên chúng ta tập trung và tìm hiểu, vạch mặt cái ý đồ của bọn chúng thông qua cái việc mà bọn chúng kêu gọi biểu tình vào những tháng tiếp theo. Đó là cái cơ bản. Chào Nguyễn Loan. Tại sao bọn chúng cứ thường xuyên kêu gọi vậy?
kêu gọi biểu tình và chống phá vậy. Những cái kẻ ngáo chính trị ở trong nước thì bọn chúng muốn đưa đất nước Việt Nam trở thành một cái quốc gia như Syria, Iraq, Libya. Để làm gì? Để bọn chúng trục lợi cá nhân. Đồng thời á, chúng muốn ghi cái tên tuổi của mình vào cái sử sách phản quốc, phản động. Cụ thể như Huỳnh Trường Ca bây giờ đã được bị đã bị cơ quan an ninh bắt tạm giam 4 tháng và điều tra để khởi tố. Dương Vi cũng hy vọng rằng bà con nhân dân chúng ta ấy, tham gia lập hội nhóm đoàn thể vì mục đích tốt, vì lợi ích kinh tế, giúp bà con đồng bào nhân dân trong nước cũng như hội nhóm mình phát triển theo hiến pháp và pháp luật nhà nước thì điều đó rất tốt. Nhưng lập ra những cái hội nhóm, hội đoàn như nhóm hiến pháp này thì đặc biệt là không nên. Vâng, con chào bác Nguyễn Loan. Vâng, con xin kết thúc cái diễn đàn này ở đây. Con sẽ chuyển sang cái nick loạn xạ để con live stream để tương tác giữa mọi người và mời được khách mời lên. Còn cái nick này sẽ không mời được khách mời. Nên là mọi người thông cảm cho Dương Vi. À. Dương Vi xin chúc tất cả mọi người trên diễn đàn có một ngày buổi chiều thứ 6 cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc ở bên gia đình và người thân. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người sau.